6 tháng 12 năm 2023 âm lịch, thì ngày mai sẽ là ngày diễn ra giải đấu Chiến binh mùa đông tổ chức tại Sài Gòn ở khu cư xá Bắc Hải, 139 Bắc Hải, Cà Phê Diệu. Các anh em đang công tác chuẩn bị cánh vé. Hiện tại gần như các tất cả các giới thủ đã mang vé tới để mà bắt đầu quá trình đăng ký vé rồi. Thì tất cả mọi người sau khi mà đưa vé vào 8 thủ như thế này, mỗi người được 8 thủ, 8 con thì sẽ ghi thông tin phía bên dưới. Tổ giám khảo chấm vé thì sẽ không biết vé của ai để giữ được cái sự khách quan, chấm sai, kiểm tra sai để tất cả các anh em sẽ có một cái giải đấu gọi là công bằng nhất. Rồi, xin chào tất cả các anh em võ đường giới Việt cũng như tất cả các giới thủ. Hôm nay là có 16 các giới thủ và các anh em khách mời có mặt buổi hôm nay. Thì trước mắt thì mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh em giới thủ trong suốt thời gian qua đã lặn lội đi bắt vé, rồi cũng như chăm luyện bỏ rất là nhiều công sức cũng như là tiền bạc để mà có được những cái đội hình mạnh nhất mang tới cái giải đấu vé của ngày hôm nay. Xin cho một tràng pháo tay để cảm ơn tất cả các giới thủ đây. Thì hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm 2023, là cái giải ngày sẽ diễn ra cái giải đấu Chiến binh mùa đông. Thì cái giải đấu này là giải nhất sẽ được 2 triệu tiền thưởng, kèm theo đó là 300 điểm ghi danh và một cái bằng khen, cộng thêm một cái áo đấu của bộ đường giới Việt. Giải nhì là 1 triệu đồng cộng 150 điểm bằng khen đó. Còn giải ba đồng, giải ba, giải tư thì cái giải ba giải tư này sẽ mình sẽ cho đồng hạng khi mà vào bán kết là sẽ được giải ba đồng giải ba đó. Rồi thì để trước khi mà mình khai mạc giải đấu thì mình cũng xin phỏng vấn một vài người để lấy cái cảm nghĩ ha. Rồi thì bây giờ đại diện cho Sài Gòn xin mời cho anh Lâm đi. Hôm nay cảm xúc của anh như thế nào, cho xin vài lời phát biểu. Quay mặt Lâm. Nhìn là thấy chuyên nghiệp rồi. Lê ghét 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 biết chuyên nghiệp rồi. Hôm nay đại diện vui vẻ. Vậy thôi. Vui vẻ. Chúc cho anh em cậu các đại diện vui vẻ thôi. Rồi ở bên anh Con đây, người lớn tuổi nhất ở Sài Gòn cho cảm nghĩ lúc này. Giờ nói có không? Rất cảm ơn bộ đường giới Việt đã tổ chức sân chơi anh em. Hy vọng là sẽ có những trận đấu kịch tính, hấp dẫn để đem đến cái sân chơi đam mê cho anh em, chuyên nghiệp phát triển, và nhiều anh em cố gắng, nhiều anh em sẽ theo cái môn chơi này, truyền lan truyền được niềm đam mê cho nhiều người. Rồi cảm ơn anh. Rồi có anh Tấn ở Vũng Tàu. Rồi, Vũng Tàu. Xin vài lời phát biểu của anh Tấn đây. Vũng Tàu để Vũng Tàu. Đầu tiên là cảm ơn võ đường giới Việt đã tổ chức giải. Lần đầu mình tham gia. Chúc tất cả các anh em có một trận đấu hay. Xin một lần nữa cảm ơn võ đường giới Việt. Rồi thì bây giờ mình sẽ giới thiệu từng thành viên trong 16 giới thủ tham gia của ngày hôm nay. Đó. Thì em quay mặt từng người luôn nha, em sẽ giới thiệu.
trước mắt là có trưởng lão trường từ Tây Ninh. Cho trường cao tới đây. Rồi thứ hai là Mẫn. Mẫn hôm nay thì đang đi nhận bằng cho nên là vắng mặt đội đến sau. Rồi thứ ba là đội trưởng Khang. Cho Khang rèn tới đây. Rồi thứ tư là cựu trưởng lão Sinh. Cho Sinh rèn hốt tay đây. Rồi tiếp đó là Huỳnh Đức. Cho Đức rèn hốt tay. Anh Ngô Hoàng thì giới thiệu rồi, cho anh Ngô Hoàng rèn hốt tay đây. Rồi tiếp đó là Bình Nhi. Bình Nhi đâu rồi? Rồi mới cắt tóc cạo râu. Ok. Rồi Mạnh. Mạnh thì ai cũng biết rồi. Tiếp theo nữa là Hương Mập. Không Hương Mập không quen. Tiếp đó là Vũ Trâm. Vũ Trâm. Cho anh Vũ Trâm một tràng hút tay lên. Mạnh kia nữa chống lại lại. Và bên đây còn Tú Đà Lạt. Cho anh Tú Đà Lạt. Rồi Minh Tây Ninh. Rồi tiếp đó là Võ Lâm. Rồi okay. Rồi đi mặt. Rồi còn lại là Hòa đâu rồi? Nhà vô địch giải tiểu hữu tướng. Còn lại Phú. Cho Phú một tràng hốt tay lên em ơi. Rồi thì 17 đội cũng như là đội tất cả các đội đã có mặt hết rồi, đầy đủ rồi, chỉ còn là Mỏng là chưa có thôi. Đội nữ Mỏng thì nếu mà tới lúc đá không có thì ban tổ chức thì bố tiếng người đã dầm trước một hai hiệp rồi, Mỏng tới thì đá sau. Còn em nữa. À quên, còn có sự tham gia không thiếu của tướng quân Tẻn, Nguyễn Toàn Thắng. Đi ra là Tẻn. Rồi ok. Phải cho lên sống chút chứ. Ok. Rồi thì bây giờ không làm mất thời gian của anh em nữa, thì bây giờ mình sẽ cho thi đấu luôn. Đồng phổ biến cái lịch đấu của đá từ dưới là sao? Thì cái này là thì đá theo tứ trụ là ưu tiên đá trước, còn Mẫn thì do có vấn đề thì mình sẽ cho đá sau. Thì cứ cặp trường xong có phiên qua bên Mẫn, xong là có phiên bên Thang và bên Sinh, là cứ chéo qua chéo lại như vậy là sẽ tới lượt thì cũng nhanh thôi. Đá hai sân đúng không? Mà đá hai sân thì nó cũng khá là nhanh thôi. Ok. Mà có cái cặp này hay lắm này, trước khi diễn ra thì mình xin phỏng vấn Minh Béo đây. Hôm nay gặp Võ Long thì đánh giá là mình đặt mục tiêu nó như thế nào? Ví dụ vậy. Anh cứ em đi, em thì gặp Võ Long em không có sợ, nhưng mà em nghe mấy anh em quảng cáo quá em cũng rung. Nói chung thì hy vọng là sẽ vui, gọi là cống hiến hết mình thôi. Ok. Rồi còn Võ Long như thế nào? Đánh giá nó như thế nào? Tại chơi ai cũng có mục tiêu hôm nay là cố gắng đi càng sâu càng tốt, thẳng thôi không quan trọng đâu, con dễ đảo mà. Rồi bây giờ bắt đầu cái trận đấu đầu tiên, không màn trận đấu luôn, đó là cặp Trường với Hoàng Đức, bên kia là Hòa với Sinh. Rồi hai sân đi ra nha. Ok. Có cái chỗ nào kêu kêu này đã mình. Rồi chúng ta đến với cái trận đấu á của giữa Sinh với Hòa nha. Rồi hai thủ cùng tay cái đây. Chưa. Từ giới thiệu trước, con của Sinh tên gì Sinh ơi? Đồng Đất. Con của Hòa, anh Hòa đi, anh Hòa tên gì? Thần Hành Thái Bảo. Gì? Thần Hành Thái Bảo. Rồi thì anh em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng thì cùng tay là cho mình đấu luôn á. Ok. Rồi thì bây giờ ổn rồi thì dỡ ra nha. Nên bây giờ như này một hit là không tính nha. Rồi. Là sẽ cho được quay lại. Đó vậy thôi. Còn chạy một lần thì được nghỉ 30 giây. Còn chạy hai lần là sẽ thua. Rồi xong. Tất cả nghe theo phán quyết trọng tài. Rồi bắt đầu rồi. Từng hành đế bảo. Từng hành đế bảo. Hay á, chọn từng hành đế bảo. Cái mạng. Khai mạc. Trận khai mạc. Điên rồi. Không khai mạc. Đúng rồi. 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 Đú
tưởng vô là tính 30 giây đó. Chữ hàm luôn ạ. Được rồi, còn ha. Còn đứng lấy cái này chữ hàm thôi. Đó, vô đây, vô đây, vô đây. Rồi, dụng đó rồi. Từ từ từ, được 30 giây, được 30 giây. Vậy. 30 giây, 30 giây. Được 30 giây, được 30 giây. Để chậm đây. Hết 30 giây chưa? Rồi, hết 30 giây. Rồi, dỡ hút. Bè đâu hàm rồi, đang sửa sửa hàm. Méo, méo bên hàm. Em lùi con em lại lên nó cắn vào đít bây giờ. Rồi. Liền cắn trắng. Liền cắn trắng. Khi nào sẵn sàng thì báo nha. Khi nào sẵn sàng mở hũ. Rồi sẵn sàng. Rồi cho ra dĩa action. Rồi reel con máy ra cho anh chạy ra luôn đi. Kêu cái đầu kia nó quay lại luôn. Rồi quay rồi. Rồi. Liền cắn trắng. miền cắt trắng chưa rồi kết thúc. Hay mà đá như này nó mới đá cái nương chứ đá đâu anh. Bộ trận chưa chắc đâu anh. Cái quạt đâu? Phải. Chưa. Rồi, được quyền điêu ra, xin điêu thử coi. Nó còn đấy, nhưng mà dạng như nó cũng tới à. Điêu lại dí bảo được chút nó bảo. Nó còn hay quá. Quá hay luôn. Dạ. Rồi con tiếp theo của xin tên gì xem? Thiên Lôi luôn. Con Thiên Lôi con cùng luôn nha. Rồi, sẵn sàng thì thả. Vừa thả vừa riêu quá cho nó đỡ sẵn. Vừa thả vừa riêu. Vừa rút vừa riêu. Okay. Rồi bắt đầu. Miền cát trắng. Cái đuôi ngắn nha, cái đuôi giữa ngắn. Rồi ok xong, rồi thả đi. Đó, có con này mới chạy được con đó. Con này mới chạy được. Sao mà chị? Được rồi. Được rồi, cân hai là hai lúc rồi.
Con này 30 giây. Đây Hòa thả con gì đâu rồi? Ảo mộng tình yêu. Ảo mộng tình yêu con cuồng cuồng nha. Rồi sẵn sàng sẵn sàng thả luôn anh yêu, nếu con xin quay đầu chẳng bảo là con voi rồng. Rồi vẫn là con voi rồng nha. Rồi cẩn thận. Rồi đi con. Gặp nhau ra rồi. Cái gì? Đập cái gì? Đập cái gì? Con cáo này hai con miếng ngon á. Con bị gãy móng rồi thôi. Ảo mộng tình yêu. Con bị dính đầu đúng không? Ảo mộng tình yêu. Ảo mộng tình yêu. Ảo mộng tình yêu. Rồi chạy cái đó là một lần 30 giây. Nó bị cái giò. 30 giây cho 30 giây. Anh đã cho nằm im luôn đi. Dính cái giò bên trái kìa. Rớt cái giò bên trái. Rớt cái móng giò, rớt cái móng. Đau quá. Rồi gặp luôn nha, hết 30 giây luôn. Ảo mộng tình yêu. Làm lại con. Hồi quá được không? Rồi. 3-2 cho Trưởng Lão Xin nha. Rồi chụp lại luôn em. Rồi cho Trưởng Lão Xin ra bó tay đi. Hay quá. Con thứ tư của anh Hòa, tên gì anh Hòa? Thanh Diện Thú. Con gì? Thanh Diện Thú. Rồi, nếu sẵn sàng thì dở hữu nha. Rồi, sẵn sàng. Rồi, trời con kia đi xa xíu ấy, dở gì nó tách chân là cũng ngon lắm á. Nghe tiếng gây nó sạc rồi. Điều riêng con xin cho hang luôn anh xin hả? Nghe tiếng gây nó đi tìm rồi. Hăng quá. Rồi, dở. Rồi, thả ra, xin thả ra. Nó quay đầu lại. Rồi, ok. Rồi, giúp. Làm cái gì? Nó bóng bạn lên rồi. Rồi 2-4-2 cho xin. Chọn đẹp tay đây. Chọn là thứ năm của anh Hòa tên gì anh Hòa? Ngọc Kỳ Lân. Đó là chuyện gì tới mấy đó? Kỳ Lân. Con phụ nữ. Đi đó. Con này mà gái nào? Thế nào sẵn sàng thì nói nha. Nó cạnh. Con Hà ba thầm bự chứ hả? Rồi sẵn sàng Ngọc Kỳ Lân. Rồi anh Hòa trả công thứ năm. Tỷ số đó là 4-2 cho xin rồi. Rồi giáp mặt. Từ một kích là chưa có tính, nếu mà trường hợp nó không trả thì một lần nữa. Từ đây. Thấy nó hăng lại rồi đó. Ok. Hai cái. Nhắn được rồi. Nhắn chắc. Hàm là thấp ghê không mà. Khỏe. Chẳng con kia nó không thấp. Được cái con lửa thì nó lực hơn. Nhắm lên lửa rồi. Nhắm lửa thì nó sức hơn. Dập lửa. Chưa chạy đâu. Còn. Chào quá.
Vòng này hay quá. Hay quá. Rồi. Cái này là một bao giây này. Cái này là 30 giây á. Đừng rung bá. Ai chặn hay quá, không sao nó nhậm đầu, lúc đầu sát, lúc sau nhậm nó nổi, kia lẻ quá. Ok, không cho nó lấy luôn. Nó thủ lúc đầu thì đá được. Đúng rồi. Khi anh lên cao rồi á, anh mất thế. Còn nghĩa anh đang lên lửa thì anh lại mất thế. Anh bám cái sân nó sẽ thủ được. Không bao nhiêu giây rồi vậy? Đầu này chống xuống ngon mà. Chống xuống thì được mà anh không chống thì anh đã hết 30 giây thôi. Ngon mà do con kia kìa, con kia nó làm cho con này chống được á. Điều ra luôn xin. Quay ra. Đi vô luôn. Vô. Đó, vậy 5-2 cho xin tràn pháo tay đi. Hay quá. Hay quá. Đấu quá hay luôn. Rồi. Con nào mà như vậy nữa con xin bạn là. Anh Hòa, con thứ 6 của anh Hòa tên gì đây? Chiều nghe biển khóc. Chiều nghe biển khóc rồi. Con của xin hay tướng là cái gì? Bảo Tố hả? Con xin hay tướng rồi nha. Bảo Tố nha. Khi nào sẵn sàng thì mở luôn nha. Rồi, sẵn sàng. Rồi, vô. Bảo tố đá này. Trắng bảo đi. Trời mà trắng đi. Con biết đâu. Xin nó tóc từ đầu tới cuối luôn. Mà dính đầu phải không? Không không. Bị dính chân kìa anh Hòa kìa. Chị em bị dính chân nữa. Dính chân trước đó. Còn phải dính mấy con. Mấy cú đó nó vô vậy sao con. À, tỷ số là nhiêu là 5-3 đây. 3-5. Bắt nó ra xin. Biết rất nhiều kiểu vậy là đặt máy rồi. Thì thấm đầu cái chân bắt đầu nó đau. Thấm rồi. Có nghĩa là cái chân mới nãy nó ráng. Mới nãy là nó chưa biết đâu. Còn bây giờ bắt đầu nó hơi thấm rồi. Nói chung lâu lâu đá thấm rồi. Thì gãy chân mà. Ba mươi giây chụp lại anh. Rồi đá hai gà đá hai con. Trưởng lão sợ siêu tân binh chứ. Siêu tân binh đâu sợ trưởng lão đâu. Trời nó có gì đâu trưởng Chúc mừng sinh sáng 6-3 cho cái hố này đây. Rồi.